một buổi chiều vui vẻ nha các bạn. Mẹ mình chào các bạn. Xin chào, chào mọi người, chào cả nhà thân yêu. Lại tiếp tục với kênh Quang Hiền Tây. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, với mọi người là mình sẽ là làm một cái món mà ăn thế bữa cơm buổi chiều hôm nay, đó là mì xào thập cẩm. Để mở ra giới thiệu luôn nha. Rồi bây giờ mình những cái thịt tươi sống thì là bao gồm những cái, đây là con mực, rồi đây là thịt heo, và đây là tôm, và đây là cá viên. Thì đó là tất cả những cái phẩm tươi sống. Và đây là mình sẽ xào với mì, là cái mì này là 250g, đúng rồi, 250g. Rau củ thì cũng khá nhiều. Đây là cải mình đã sắp để sẵn, và đây là cần, đây là cần này, và đây là cái lá cải. Rồi là cải đức thảo, nhà mình là thích ăn rau củ lắm đó. Và đây là ớt chua màu đỏ, màu vàng, rồi hành, rồi là gồm có những cái gia vị thông thường. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái món ăn đó nha các bạn. Bây giờ mực nè, mình sẽ cắt nha các bạn, cắt miếng. Sau khi cắt rồi thì bỏ chân tôm với thịt chân qua nha. Cũng khá nhiều ha. Nhiều. Bây giờ đối với mực này mình sẽ trụng qua bằng nước sôi. Sở dĩ mà mình bỏ nước sôi để cho con mực đó, nó đỡ, khi mà xào đó, nó đỡ ra nước. Thế còn mà mình không trụng thì nó sẽ ra nước đó. Đây, mình sẽ bóp ra nhá. Bóp ra nè. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ là ướp gia vị vào mực, vào thịt tôm nha các bạn. Rồi trước tiên là mình sẽ dùng muối nè, đây là muối nè. Thì lúc nào mình cũng nói là gia đình mình á là không thể ăn mặn được vì có người bệnh mà nha, cho nên các bạn thông cảm. Và nếu là các bạn là bình thường thì các bạn thêm một tí muối nữa đó, mình chừng đó thôi. Mình cũng bỏ bên này chút nha. Này, bỏ cái đường nha các bạn. Thank you.
Bỏ chút bột ngọt thôi, chút xíu thôi, chút có hết. Rồi mình ướp vô. Trộn đều lên. Dạ. Cho gia vị đến đều. Nấm ô gia vị dạ. Ô cái miếng thịt. Dạ. Cái tôm rồi cái mực. Dạ. Đó mà ngon. Mình sẽ là trụng sơ qua về cái cải này. Thứ nhất là để cho có cái màu sắc nó đẹp. Rồi thứ hai nữa là mình khi mình xào thì cũng mau chín hơn. Đó, đã ra. Bỏ thế nào xong cả chưa à. Bỏ nước ruột mì nha các bạn, để ruột mì mình bỏ vô miếng muối để cho con mì nó có cái vị mặn mặn chút cho ngon. Trong khi chờ đợi để luộc mì thì mình sẽ làm cái công việc tiếp theo, đó là mình sẽ trộn một cái hỗn hợp để mà xào mì. Đây là nước tương, một muỗng nước tương nha. Đây là dầu, dầu này cũng là phi rồi đó các bạn. Rồi mình đổ vào trong chai lại. Rồi cái bên mình cũng có một dầu. Rồi. Muối thiệt tí thôi các bạn. Đây là dầu hào, mình bỏ một muỗng, dầu mè, mình bỏ một muỗng, chắc thơm không ạ? Thơm, rất là thơm, ngon. Này bột nêm mình chưa bỏ nè. Rồi bây giờ mình bỏ chút bột nêm. Rồi. Mình bỏ tí tiêu. Tí tiêu nha. Rồi xong. Chưa đâu. Chưa xong. Tí bột ngọt. Tí này các bạn, chút xíu vào, mình ăn một chọc rất là ít, nhiều khi mình không ăn luôn. Và mình đổ vào đây một muỗng là nước này là nước nước lọc đấy các bạn. Và mình đổ vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này đây cho nó tan. Dạ. À, mày bỏ tương ớt chưa? Chưa. Để ấy cái này cái đó. Dạ. Tên ớt mà bỏ ra đó. Nếu các bạn nào mà ăn cay được thì mình thêm tương ớt, mà còn người nào mà mình cảm thấy mình sợ cay thì mình không ăn cũng được, hoặc là bỏ ít lại cũng được nhé. Cái này không đòi hỏi gì hết, mà tương ớt này mẹ thấy cũng không cay lắm. Ngon không? Ngon. Một chút xíu mình đẩy vô đi. Cái mì á, mình xào mình bỏ vô con mì á. Rồi là mình ăn.
Nhìn vậy chứ nhiều lắm đó. Ăn không hết đâu. Ăn hết cơm luôn. Ông nấu cơm nha. Sôi rồi đó các bạn. Đó, bây giờ mình bỏ vô nha. Bỏ hết vô luôn. Bắt xuống không? Rồi, bắt xuống thôi. Nó dài quá cho nên mình có thể mình cắt bớt đi dễ ăn. Rồi nóng rồi ha, giờ mà nóng rồi mình bỏ vô. Nhiều quá nhiều quá thơm ha, thơm. Mình đổ vô nè, đổ mực vô nhé các bạn. Rồi thơm ngon quá ha. Dạ coi như cái này ăn no bụng luôn á. No bụng rồi. Các bạn thấy nhiều không các bạn? Quá cho nhiều. Nhiều không? Chút xíu bỏ vô mì nữa. Ừ. Đậu gân nữa. Ngon quá. Thơm quá trời luôn. Dạ. Nếu mà sợ thấy thì mình đổ bỏ chút xíu. Cái thấm rồi. Thơm lừng. Con đừng hít thở cái mùi thơm. Các anh cười bây giờ. Cho mấy anh cười luôn. Nhà mình là khách ăn rau củ nhiều lắm. Có rau củ không? Hành vô nha các bạn. Các bỏ tí tỏi vô.
Dạ. Công nhận con ở mẹ sướng quá. Được cho mẹ cho con ăn hoài. Này bây giờ mình đổ cái nước sốt hồi nãy nè, cái hỗn hợp hồi nãy đó. Rồi, phải cho đều nha các bạn. Ngon lắm. Thấm đều thì con mè ngon lắm. Đây, dĩa mẹ mình làm xong rồi nha các bạn. Giờ mình mời các bạn ăn mì với mình nha. Mì hải sản nha các bạn. Đây, mời các bạn ăn mì nè. Mực nè các bạn. Tôm. Đây, ớt chuột. Mực ngon lắm các bạn ơi. Nó tươi ngọt. Tôm nha các bạn. Ngon. Tôm cũng ngọt tươi. Thì mẹ mình mới mua về làm liền. Mày cộng thơm, xay mì cũng ngon. Cái xay mì mẹ mình nha, có chế cái nước mẹ mình làm á, ngon lắm các bạn. Mì nha các bạn, mời các bạn ăn nha. Rất viên nha các bạn.
cho mình hôm nay ăn một mình nha các bạn. Cho mình là tạm dừng video tại đây nhé các bạn. Mình chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Giờ mình xin tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thích video của mình, nhớ đăng ký và like, chia sẻ cho mình với mẹ mình nha các bạn. Giờ mình bye bye các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Xin chào.